Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ hai, ngày 9 tháng 12 năm 2024, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Đắk Lắk thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững ngành hàng cà phê. Báo động gia tăng bệnh sởi ở người lớn. Nhiều đổi thay tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Thời sự trong nước, cần hoàn thiện hành lang pháp lý để loại bỏ trục lợi đấu giá đất. Nga không thay đổi điều kiện đàm phán với Ukraine. Ông Donald Trump công bố chính sách khi nhậm chức Tổng thống Mỹ là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chiều nay, mùng 9 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại thành phố Buôn Ma Thuột và trực tuyến đến 6 điểm cầu trong tỉnh. Đồng chí Lê Thị Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Sau 29,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8 đã xem xét 51 nội dung, nhóm nội dung, bao gồm 33 nội dung thuộc công tác lập pháp, 18 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua 18 luật, 21 nghị quyết, bên cạnh đó đã cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác, xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Cùng với đó, Quốc hội đã xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia và nhiều vấn đề quan trọng. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành bầu chủ tịch nước, đồng thời tiến hành công tác nhân sự khác theo thẩm quyền. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, tham gia đầy đủ, nghiêm túc, tích cực, có trách nhiệm các phiên họp, các buổi thảo luận. Đã có 6 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tại hội trường, 21 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tại tổ để truyền tải những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đến với Quốc hội. Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, đồng thời kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương xem xét, giải quyết một số vấn đề về bảo vệ phát triển rừng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, xem xét tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng của các dự án. Củng cố lại cái niềm tin cho nhân dân thông qua các cái chính sách xã hội. Đấy, thì qua tôi quan tâm thì cũng là để là thấy được là được nghe các đồng chí báo cáo về là cái chương trình họp của Quốc hội thời gian rất nhiều, rất kỹ vào các cái luật các thì đi vào cụ thể thì là rất là tốt. Vấn đề sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cũng đang được cử tri quan tâm. Tôi thấy cái chủ trương của Đảng nhà nước mà tinh giản bộ máy, rút gọn các cái bộ ngành trung ương cũng như sát nhập các xã phường rồi các tỉnh là cái chủ trương thấy rất đúng đắn mà rất hợp lòng dân. Mong rằng Đảng nhà nước là thật sự kiên quyết trong cái đợt này. Tôi thấy là cái nghị quyết 18 năm 2017 mà đến nay mới làm cái triển khai rộng rãi là như vậy là hơi trễ. Nhưng mà trễ cũng còn hơn không. Cố gắng làm nào mà thực sự thật kiên quyết để mình làm đợt này là cho nó thành công. Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo các sở ngành đã giải trình, làm rõ các nội dung cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền trách nhiệm. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Thị Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu các kiến nghị, phản ánh khác của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Sáng nay, mùng 9 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Sự hội nghị có các đồng chí Hờ Dìm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nieta, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác quân sự quốc phòng của Tư lệnh Quân khu 5,
chỉ thị của tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nổi bật là phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập chống khủng bố được Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự huyện Lắc đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác tuần tra, bảo vệ an ninh, an toàn khu vực biên giới, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, triển khai công tác tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 4 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Năm 2025, các ngành, địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như tham mưu tổ chức diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk. Nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng năm 2025. Các đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hờ Dìm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2025, thực hiện tốt công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, chuẩn bị chú đáo cho lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Dịp này, hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng của Quân khu 5 và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2024. Năm 2025, Đắk Lắk phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 3% so với năm 2024. Dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến hoạt động xuất khẩu, tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng hành với nhà sản xuất và doanh nghiệp, chú trọng hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống và tìm kiếm phát triển thị trường mới, nắm bắt nhu cầu cũng như những thay đổi trong quy định kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu của các nước để thông tin đến doanh nghiệp. Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk ước đạt 1.650 triệu đô la Mỹ, đạt 103,1% kế hoạch năm và tăng 10,3% so với năm 2023. Trong năm, giá các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực như cà phê, hạt tiêu tăng hơn 85% so với năm trước và xuất khẩu sản phẩm ong đã tăng trưởng trở lại, nên kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng mạnh so với năm 2023. Đắk Lắk được xem là thủ phủ cà phê của Việt Nam với diện tích và sản lượng đứng đầu cả nước, chiếm khoảng 40% diện tích cả nước. Đây cũng là sản phẩm nông nghiệp chủ lực trong cơ cấu nền kinh tế tỉnh và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm xã hội cũng như kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Đắk Lắk. Trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp và giá cà phê đột biến, tỉnh Đắk Lắk đã và đang thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững ngành hàng nông nghiệp chủ lực này. Nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cà phê trên địa bàn, trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển bền vững ngành hàng cà phê. Trong đó, nổi bật là triển khai chương trình tái canh cà phê giai đoạn 2021-2025 với tổng diện tích hơn 24.400 ha. Bình quân hàng năm sẽ tái canh khoảng 4.800 ha. Mặt khác, trong thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk cũng luôn chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh sản xuất cà phê bền vững, có chứng nhận, xác nhận nhằm nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh. Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 23.291 hộ nông dân sản xuất cà phê có chứng nhận, với tổng diện tích đạt hơn 30.000 ha, sản lượng đạt hơn 100.000 tấn. Đặc biệt, thời gian gần đây, tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp thích ứng với quy định không gây mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu. Cùng với các giải pháp hỗ trợ sản xuất, tỉnh Đắk Lắk cũng đặc biệt quan tâm đến công tác thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến cà phê, nhằm nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có trên 200 cơ sở chế biến cà phê. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận nhiều bệnh nhân sởi là người lớn. Các bác sĩ cảnh báo hiện vẫn còn nhiều người chủ quan với bệnh sởi. Trong bối cảnh dịch sởi đang có diễn biến phức tạp, thì việc tiêm vaccine phòng bệnh là vô cùng cần thiết. Ba ngày bị sốt cao, ho, nổi phát ban, người phụ nữ này đã tự mua thuốc Tây về uống nhưng không khỏi. Chỉ khi thấy người mệt mỏi khó thở mới nhập viện điều trị.
Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh sởi kèm biến chứng viêm phổi. Chửi thì chắc lúc nhỏ thôi, chứ còn lớn lên, lúc lớn là không có thích. Còn thấy sốt, rất có ở nhà chưa ai bị cái này. Nghĩ là bị hồi đầu ở nhà nghĩ là chắc bị dị ứng cái gì. Bảo là chắc hay là đi làm rồi dị ứng thôi, chứ không nghĩ là bị sốt phát ban. Còn bệnh nhân nam này ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột cũng nhập viện điều trị do mắc bệnh sởi. Bệnh nhân có các triệu chứng sốt phát ban ở mặt, cổ, ngực kèm theo buồn nôn và khó thở khi nhập viện. Đến nay, nguồn lây nhiễm vẫn chưa được xác định vì không có ai trong gia đình anh mắc bệnh sởi. Tôi cũng không nghĩ đến được người lớn mà cũng bị mắc bệnh sởi. Tôi chỉ nghĩ trẻ con này mới mắc thôi. Tôi vào đây cũng tôi bị khoảng 4 ngày rồi, hôm nay tôi mới vào đây. Trong đây tôi cũng khuyên mọi người phải tiêm sởi, bất kể người lớn hay trẻ nhỏ, nó không chừa một ai hết. Tiêm sởi để cho nó sức khỏe được khỏi lây lan cho mọi người. Theo khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu tháng 10 đến nay đã tiếp nhận và điều trị cho gần 90 bệnh nhân mắc sởi với độ tuổi dao động từ 20 đến 40 tuổi. Trong số này có một vài trường hợp mắc biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Còn lại hầu hết các trường hợp nhập viện trong tình trạng sốt, phát ban, viêm lông đường hô hấp, xuất hiện các biến chứng về mắt như viêm kết mạc mắt, rối loạn đường tiêu hóa. Sốt thì đa phần là sốt đều giảm, nhưng mà có một số trường hợp là có sởi, dạng sởi biến chứng viêm phổi, biến chứng viêm phổi là nhiều nhất, nên là điều trị nhiều dịch kháng sinh thì đa phần là bệnh nhân đáp ứng. Chưa thấy, hiện tại từ đầu năm đến giờ chưa thấy là bệnh sởi mà biến chứng nặng như là viêm não thì chưa thấy. Theo các bác sĩ, nguyên nhân chính khiến nhiều bệnh nhân trưởng thành mắc sởi là do virus lây lan qua đường hô hấp. Những người chưa từng mắc sởi, chưa được tiêm vaccine hoặc đã tiêm nhưng miễn dịch đã suy giảm đều có nguy cơ cao, đặc biệt đối với các chị em phụ nữ. Tình huống thường gặp là lây nhiễm khi chăm sóc con nhỏ mắc sởi. Ngoài mình chủ động tiêm vaccine, mình dự phòng bằng vaccine thì mình có thể là như là mình vệ sinh cá nhân, như là vệ sinh giữ ấm cơ thể, súc rửa mũi, họng cho sạch sẽ để tăng sức đề kháng. Các bác sĩ cũng khuyến cáo khi bị bệnh sởi, người bệnh không nên tự ý mua thuốc điều trị vì có thể làm bệnh trở nặng và dễ bị nhiều biến chứng nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tại huyện Madarak, tỉnh Đắk Lắk, nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách, nhất là trong phát triển cơ sở hạ tầng, nhiều thôn buôn đã khoác lên mình diện mạo mới. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt. Giai đoạn 2021-2025, xã Krông Dinh, huyện Madarak triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã đã hoàn thành đường nội buôn, xây dựng hơn 20 căn nhà cho hộ nghèo, cấp 100 bồn chứa nước, 129 con bò cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Vô những cái hộ dân, họ gia đình họ thật sự là khó khăn về đất này, khó khăn về vốn này. Nhưng mà trong khi đó là cái chương trình năm nay là về cái chương trình vốn vay của chương trình 1719 là chưa được hỗ trợ. Cho nên là bản thân đã phải liên hệ, có một số hộ khó khăn mình phải liên hệ với các chủ tiệm bán vật liệu xây dựng để cho họ cung ứng vật liệu trước. Đến khi sau này làm xong nhà thì bắt đầu hỗ trợ về thì mình trả lại cho họ. Gia đình chị Hờ Rô Nư Nie ở Buôn Hoang, xã Krông Dinh có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Sau khi được xem xét, đưa vào diện được hỗ trợ nhà ở, chị Hờ Rô Nư được hỗ trợ 44 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Cùng với sự hỗ trợ về ngày công của anh em dòng họ, gia đình chị đã hoàn thành ngôi nhà kiên cố với diện tích 60m². Thực tế mà nhà nước đã hỗ trợ là như vậy thì tuy rằng số tiền đó không lớn, không đủ trang trải để mà làm nên một căn nhà để mà đủ tiện nghi được, nhưng mà đó cũng là một phần mà nhà nước đã hỗ trợ cho em như vậy, tụi em rất là cảm kích, rất là biết ơn. Với những chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ dân sinh như trường học, trạm y tế, đường giao thông, điện lưới, nước sạch, hoạt động văn hóa thông tin, truyền thanh, truyền hình, bưu chính, viễn thông được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tạo nền tảng cho công tác giảm nghèo bền vững. Thì mong rằng vậy thì
đề nghị nhà nước, chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ hơn để các hộ còn lại để làm sao để cải thiện lại cuộc sống tương lai của con trong buồn còn lại. Có thể nói cho đến nay, hệ thống chính sách dân tộc được ban hành khá đầy đủ, bao phủ toàn diện các lĩnh vực, các chương trình chính sách về dân tộc đã thực sự mang lại hiệu quả, giúp đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao.